video mới của mình nha. Hôm nay chiếc 27 giá tiền thấp còn hai cục đó. Bữa nay mình giao nha các bạn. Bữa nay mùng 4 là mình giao nha. Nếu các bạn nào có cần mua nữa thì liên hệ số điện thoại trên phần mô tả nha. Rồi ông anh tư vấn là sẽ mua thêm nha. Ở tiệm là hiệu tiệm là xã Bình Hòa, Châu Thành, An Giang nha các bạn. Ở đây còn có cái tên là ngã ba Lụa Tẻ, Chi Tôn nha. Ở đây còn máy nhiều lắm nha các bạn. Còn 95, 105 cũng có luôn nha. Nếu các bạn nào có mua thì cứ liên hệ số điện thoại nha. Còn chiếc xe đời 2017 mà mình đăng cách đây mấy tuần trước đó là hôm nay mình sẽ giao nha. Tiệm hồi sáng cũng đã giao cây 70G rồi các bạn. Bây giờ là giao thêm chiếc đời 2017 giá tiền thấp luôn. Xe này giao về Gò Quao của Kiên Giang nha các bạn. Rồi các bạn nào có muốn mua nữa thì cứ liên hệ số điện thoại nha. Hiện giờ tiệm còn máy 3 cục zin luôn nha các bạn. Nếu các bạn nào có xem video của mình thì nhớ ủng hộ, đăng ký, chia sẻ, subscribe cho mình nha các bạn. Để có tinh thần quay những chiếc máy khác cho các bạn xem nha. Xem video của mình thì nhớ ủng hộ, đăng ký, chia sẻ, subscribe cho mình, mang ơn các bạn ơi. Bây giờ mình cũng đã quay cho máy lên rồi đó. Máy này giao 190 triệu nha các bạn. Đời 2017 nha. Rồi mình kết thúc video nha. Chào tạm biệt các bạn.